theo dõi. Về phía cầu thủ FC Win Win là những cầu thủ thi đấu trong trang phục áo đỏ, quần đỏ. Với những cầu thủ được tham gia thi đấu gồm có thủ môn Hà Tùng số 1, các cầu thủ số 4 Trịnh Long, số 5 Hiếu Hùng. Vâng, và theo chúng tôi biết rằng là trước trận đấu này thì bà bầu, ông bầu như vậy là anh đã đứng dậy được rồi. Các kiểu thí sinh thi đại điểm thi đại học trong buổi chiều ngày hôm nay rất nguy hiểm, một pha đánh đầu ngược bóng vừa rồi là cầu thủ Tùng Lập, một tình huống phạt góc cho cầu thủ Diamond. Ngay lập tức vừa rồi thì thủ môn Hà Tùng đã thực hiện một pha phá bóng bằng chân. Thì ở các cầu thủ Win Win và Diamond đều là những đội bóng nằm trong bảng A chung kết. Đá phạt góc cho cầu thủ Win Win xuất xa. Dũng Sapi hiện tại lên hoàn hồ. Vừa rồi trong tình huống vừa rồi thì Hà Tùng đã bắt gọn trái bóng, một đợt thêm bóng thuộc về các cầu thủ Diamond. Dũng Sapi một pha đá thăng tìm bóng, có lẽ sẽ là Trịnh Long thực hiện pha bóng phối hợp. Trịnh Long rất nguy hiểm, vừa rồi là một pha phối hợp giữa Trịnh Long và Đông Timor, và Đông Timor đã dứt điểm hết sức nguy hiểm về phía cầu môn của thủ môn Khánh Đại Ơ, và trong tình huống rồi chỉ có tài năng của Đại Ơ mới cứu cho đội Diamond một bàn thua trông thấy. Đây là tình huống bóng nguy hiểm nhất từ trước đến từ đầu hiệp đến giờ. Dũng Savi sẽ thực hiện pha đá biên cho đội nhà. Phía trong là Tùng Lâm và Hà Cát Lốt rất nguy hiểm. Tung lên cho thủ Win Win. Hà Cát Lốt. Tình huống vừa rồi Hà Cát Lốt đã thực hiện một cái tay chân rất nhanh và Đông Timor cũng rất kịp thời để cắt bóng. Các cầu thủ đang áp sát vào phía khung thành của thủ môn Hà Tùng. Lúc này nào vừa đá bóng. Hà Cát Lốt rất nguy hiểm. Như vậy là sẽ có một quả phạt góc cho cầu thủ Diamond. Trong tình huống vừa rồi một pha khống chế bóng rất khéo của Hà Cát Lốt và cái ra chân của anh thì không thể thêm vào đâu. Và chỉ có thể nói rằng là sự xuất sắc. Không cho bóng, Phạm Hiếu. Không được rồi. Thêm nhiều hơn nữa các cổ động viên. Và đặc biệt đó là những cầu thủ xinh đẹp. Nguy hiểm quá. Vừa rồi là cơ hội cho Trương Minh. Tuy nhiên mà dứt điểm đặt lòng của anh thì bóng thì hơi cao. Cầu thủ Win Win. Hiếu Hùng. Một pha lừa bóng rất tốt của Hiếu Hùng. Tuy nhiên là sự xuất sắc của Khánh Lê đã không để cho Hiếu Hùng có cơ hội dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Còn các cầu thủ Diamond sẽ là những người bảo vệ cầu môn bên phía tay trái của Khánh Đại A. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu rồi. Một pha sút xa của Đông Timor. Đó đặc biệt đó là một tình huống đệm bóng cận thành của các cầu thủ Win Win. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Khánh Đại Ơ bên phía Diamond của Win Win. Dũng Savi phối hợp. Hải Cát Lốt tiếp tục là Dũng Savi lao vào trong tình huống vừa rồi. Xác định sẽ có một tình huống phạt góc đá nhanh. Hải Cát Lốt có bóng. Dũng Savi và Hải Cát Lốt. Bên trong là Tùng Lâm không được rồi. Hai này thì các thủ Diamond đang là những người tổ chức được nhiều được tấn công hơn về cái khung thành của đối phương. So với trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Rất nguy hiểm. Tiếp tục là một tình huống đánh đầu ngược của Tùng Lâm. Suýt chút nữa thì kịch bản của trận đấu trong vòng bảng giữa hai đội lại được diễn ra. Thức này mà. Hôm qua. Cơ hội tấn công nhanh. Hôm qua rốt luôn. Trịnh Long. Không vào. Vừa rồi là một pha đột phá tốc độ cao của Trịnh Long ở bên phía bên trái của cầu thủ số 10. Dũng Savi. Bây giờ là cơ hội cho cầu thủ áo xanh. Một pha dứt điểm không vào. Như vậy là sóng gió đã qua đi nhưng bây giờ bóng vẫn trong chân cầu thủ áo xanh. Hải Cát Lốt rất nguy hiểm.
lần thứ hai trong hiệp thi đấu thứ hai này, bóng chạm vào cột dọc Quốc Thanh của thủ môn Hà Tùng. Và quả thực Hà Tùng đã có một trận đấu rất là vất vả. Chúng tôi vừa quan sát một hình phía các cầu thủ Nguyên. Và đá biên đá thang về với cầu môn của thủ môn Khánh Lợi. Và trong tình huống vừa rồi thì Khánh Lợi chủ động bỏ bóng. Vậy là các cầu thủ áo đỏ của Khánh Lợi, cầu thủ số 11 vào sân, Trung Minh vào sân thay cho Lê Chuẩn. Đây cũng chính là sự thay đổi người ở những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất. Và bây giờ thì các cầu thủ áo đỏ đã quay trở về với đội hình xuất phát ban đầu khi bước vào trận chung kết ngày hôm nay. Thưa quý vị các bạn, nên tôi nói rằng là bên cạnh các hoạt động kinh doanh, buôn bán bất động sản, thì những hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn luôn là một trong những nội dung được chuyển lên. Thế rồi là tình huống đá biên là sự phối hợp giữa hai cầu thủ Trịnh Long và Hữu Hùng. Một đường chuyền vào, tiếp tục. Chúng tôi nói đến sự nguy hiểm của Tùng Lâm số 9, và ngay lập tức bóng đá được truyền đến cái đầu nguy hiểm của Tùng Lâm. Và tiếp tục là một tình huống lắc đầu điêu nghệ. Trong tình huống vừa rồi thì bóng đi sát sạt sang ngang khung thành của thủ môn Hà Tùng. Chúng ta thấy rằng liên tục là những tình huống dứt điểm bằng đầu hết sức nguy hiểm của Tùng Lâm. Hào rất là sáng. Thật ra rất nguy hiểm. Và Thọ Tùng rất nguy hiểm. Vừa rồi là một pha bắt bóng không dính của thủ môn Khánh Lê ơi. Thể hình rất là đậm đà. Tình huống đá biên quá mạnh. Và vừa rồi thì không có gì nguy hiểm đối với khung thành của các cầu thủ Diamond. Phạm Hiếu. Rất tốt. Thật tuyệt vời trong tình huống vừa rồi. Hóa đô Trịnh Long. Nỗ lực cá nhân của Trịnh Long thật là đáng biểu dương và khen ngợi. Một tình huống lừa bóng qua người và rất điểm mầm chân trái, bóng đi về phía góc xa khung thành của thủ môn Khánh Nơ. Và mặc dù đã đổ người hết sức nhưng Khánh Nơ không thể nào cản phá cho tình huống vừa rồi. Và tỷ số của trận chung kết đã được mở 1-0. Các cầu thủ Diamond đang dồn lên. Trước đây mà. Dứt điểm, dứt điểm, dứt điểm. Bóng lấp bập trước khung thành của thủ môn Hà Tùng. Một pha bóng lướt trọn trước cầu môn của thủ môn Hà Tùng. Đánh đâu? Tiếp tục là một pha bóng lộn xộn. Đánh đâu? Không được rồi. Trong tình huống rồi này, liên tục là những tình huống tranh chấp bằng đầu của các cầu thủ bên phía Diamond. Ban huấn luyện cũng như cổ động viên của Diamond đã đứng hết dậy. Họ đang mong chờ. Họ đang mong chờ sẽ có bàn thắng gỡ hòa. Một bàn là lợi thế rất mong manh, nhưng đó cũng là lợi thế rất quan trọng. Trịnh Long vượt kéo vào. Trịnh Long không được rồi. Trung Minh trong tình huống vừa rồi đã không chế bóng không tốt. Bóng là Trịnh Long. Trịnh Long thi đấu rất trông sáo và đậm chất kỹ thuật. Hải Cao Luân không được. Bóng cầu bóng vào. Chuyền vào. Đánh đâu? Đạt Villa. Đúng không? Đúng lên Trịnh Long. Có lỗi rồi. Như vậy là đã có tình huống phạm lỗi của Phạm Hiếu trong tình huống tranh chấp vừa rồi đối với lại Trương Minh số 11 bên với Nguyên Nguyên. Và một thẻ vàng tiếp theo. Dứt điểm. Không được. Chúng ta xác định là bóng đi hết đường biên ngang và không có quả phạt góc nào. Trong đang là Tùng Lâm, Hải Các Lốt, Đạt Villa. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là Đạt Villa. Villa. Đạt Villa. Dứt điểm. Ừ.
hội đã trao cho Hải Khang Lớp. Tuy nhiên là như vậy là trận chung kết chúng ta đã kết thúc và đội xuất sắc giành chiến thắng đó chính là các cầu thủ Nguyên Nguyên. Họ đã trả được món nợ ở trận thi đấu trong vòng bảng tại bảng A của giải thi đấu năm nay. Nguyên Nguyên ở chung kết đã xuất sắc giành chức vô địch với chiến thắng 1-0 trước các cầu thủ Diamond. Xin chúc mừng các cầu thủ Nguyên Nguyên và cũng xin chúc mừng các cầu thủ Diamond. Các cầu thủ Diamond chúng ta cũng đã hoàn thành xuất sắc một trận đấu và họ chính là những người đã đứng thứ hai của giải thi đấu năm nay. Gần nửa tháng diễn ra hội thao với 3 bộ môn thi đấu sôi nổi, đến nay hội thao bất động sản Bắc Bộ lần 2 năm 2022 đã khép lại thành công tốt đẹp. Trước đó chúng ta đã hoàn thành 2 bộ môn nhảy dây nhịp điệu và chạy marathon với những màn thi đấu mãn nhãn, mang đến cảm xúc thăng hoa và vỡ hòa của toàn bộ các vận động viên và cán bộ và cổ động viên. Và cách đây ít phút sau tiếng còi kết thúc trận đấu chung kết bộ môn bóng đá nam, chúng ta đã chính thức tìm ra nhà vô địch của bộ môn Bắc Bộ Championship mùa 3. Xin quý vị và các bạn dành một tràng pháo tay thật là lớn dành cho các vận động viên của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và sau đây, xin chào tất cả các vận động viên của Bất động sản Bắc Bộ trong hội thao mùa 2 năm 2022. Và kính thưa ban lãnh đạo cùng toàn thể các vận động viên, các cổ động viên thân mến, sau 2 tuần tranh tài sôi nổi ở 3 bộ môn bóng đá nam, nhảy dây nhịp điệu và chạy marathon, hội thao Bất động sản Bắc Bộ lần 2 năm 2022 đã chính thức được khép lại. Với sự đoàn kết, sức trẻ và đầy nhiệt huyết, đây không chỉ là sân chơi thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo đến đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên, mà còn giúp đóng góp cho quỹ từ thiện của Bất động sản Bắc Bộ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, hội thao giúp kết nối tinh thần đồng đội, khơi dậy tinh thần chiến binh của những cán bộ nhân viên Bất động sản Bắc Bộ, tăng thêm sự gắn kết, giúp công ty ngày càng phát triển bền vững. Khép lại hội thao hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban lãnh đạo đã tạo điều kiện để cho hội thao diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm ơn toàn thể các vận động viên đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trung thực và cao thượng. Cảm ơn tổ trọng tài đã giám sát trận đấu một cách công tâm, khách quan để đạt được những kết quả tốt đẹp. Xin cảm ơn đến các cổ động viên đã cổ vũ một cách cuồng nhiệt, làm cho không khí hội thao thêm sôi động. Cuối cùng, tôi xin tuyên bố bế mạc hội thao Bất động sản Bắc Bộ lần 2 năm 2022. Xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Bất động sản Bắc Bộ. Xin chào và hẹn gặp lại ở hội thao của năm tiếp theo. Và như vậy thì trận chung kết giữa hai đội Win-Win và Diamond đã chính thức khép lại hội thao năm 2022. Một lần nữa, xin chúc mừng nhà vô địch của năm 2022. Đội bóng Win-Win đến từ phòng kinh doanh 3. Vâng, bây giờ sẽ là thời khắc mà chúng ta mong chờ nhất. Giây phút đăng quang của đội vô địch của Bắc Bộ Championship mùa 3. Xin chúc mừng đội Win-Win. Xin mời tất cả các vận động viên của đội Win-Win chúng ta lên sân khấu ạ. Xin trân trọng kính mời anh Lê Minh Cường và chị Nguyễn Thị Thị Dung sẽ đại diện ban tổ chức lên trao giải cho đội thi xuất sắc nhất của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời toàn thể các cầu thủ, các vận động viên, cán bộ nhân viên cùng lên sân khấu chụp kiểu ảnh ạ.